Và bây giờ mời quý vị chúng ta hãy giữ nguyên những tràng pháo tay như thế này để cùng chào đón cặp vợ chồng tiếp theo. Xin chào hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Giờ mời hai em giới thiệu về mình. Dạ chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận và khán giả. Em là Lý Lâm Phong, em sinh năm 92, hiện tại em đang làm kinh doanh. Thôi mời em. Dạ em là Trần Bích Huyền, năm nay em 27 tuổi, em là thiết kế. Thiết kế nhưng mà bên lĩnh vực nào em? Dạ em là thiết kế nội thất hoặc là đồ họa. Vậy hả? Nhưng mà hiện giờ thì em làm giáo viên dạy vẽ. Cũng được, cũng dính à. Rồi, hai em quen nhau bao lâu rồi và cái tình yêu của các em bắt đầu như thế nào? Dạ thì trước tiên thì em phải kể từ lúc mà em học cấp 2 thì ấn tượng đầu tiên về vợ em là đi chơi chung nhau thì em hay đi chạy xe đạp chở vợ, vợ rất là hiếu động. Ngồi sau xe thì đung đưa, cởi em như cởi ngựa, rồi đùa. Và em rất là ghét. Em lại thích phụ nữ dịu dàng. Còn ảnh thì như thế nào em? Dạ là lớp 8 là em gặp chồng em, học chung lớp bồi dưỡng tin học á. Ổng đi vô em nhìn em thấy bực mình, thấy ghét lắm. Tại vì ghét cũng nhoi chứ không phải là bình thường như người ta. À cũng tăng động như cũng người ta. Cũng nhoi vậy đó. Cũng... Rồi xong mà đi học mà đội nón, mà trong lớp mà đội nón ngầu lắm. Em chưa bao giờ ghét ai, em ghét là em không tiếp xúc với mấy người đó nữa. Thì chỉ có duy nhất vợ em là em tuyên bố là tao ghét mày. Chưa bao giờ ghét ai hết á. Nhưng mà trước đó là chưa mà các chưa bạn hề có dấu hiệu có một cái lời nguyền gì cho nhau đúng không? Thì cũng có anh, tại vì đến em chơi thân đến một thời điểm thì bắt đầu em cũng trải qua rất nhiều vấp ngã rồi công việc cuộc sống rồi thì bắt đầu em thân thiết với vợ, tiếp xúc với vợ em nhiều hơn. Thì lúc đó em với vợ có hứa với nhau là nếu 30 hai đứa mình ế nhau quá thì hai đứa mình cưới nhau. 30 lần á. Dạ. Mà chưa tới 30 nữa, 25 nữa là hốt luôn rồi. Chắc chắn là hai em là phải có một khoảng thời gian chia sẻ với nhau rồi nói chuyện với nhau thật nhiều rồi mới bắt đầu mới có tình cảm với nhau đúng không nào? Vậy thì tỏ tình có mắc cười không? Chơi nhau một thời gian dài cái tự nhiên cái đang ngồi ăn hủ tiếu gõ hai đứa, cái tự nhiên ổng đang ăn cái ổng giục đổ xuống luôn bàn, ổng nói mệt quá. Cưới chi 30 tuổi lâu muốn chết luôn, cưới bà luôn cho rồi đi. Xong rồi lúc đó em vẫn tâm lý là bản thân mà em mới nói là mày bị điên hả? Cái là coi như là chắc là tỏ tình thất bại. Là tỏ tình bên tô hủ tiếu. Trời đất ơi em tỏ tình lãng nhách gì luôn á hả? Mà thật sự là lúc đó là em đã có cảm tình với bà. Dạ lúc chưa? Đó là em đã bắt đầu thích vợ em rồi. Chồng em á lại đi nói với cô bạn thân khác trong nhóm luôn đó là anh sẽ đi hẹn hò với crush. Cái xong tự nhiên em nghe xong cái tự em thấy sao kỳ. Kiểu em ghen á. Cái sao em hơi ghen rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Em tức quá cái em mới nói với bạn em là thôi cái hôm mà chồng em đi chơi với lại Russ á thì em với bạn em đi ăn, cái ai nhà gặp ông này với lại một người bạn khác trong nhóm tự nhiên đi lại quán ngồi ăn chung vậy, cái hỏi ra mới nói là đâu đi với ai đâu. Là Russ này nè. Đúng không? Dạ. Càng ngày em càng biết là em mới xác định rõ là em rất là muốn quen vợ em và xác định rõ là sẽ cưới vợ em. Thì em mới cố lấy một đêm gần 3 giờ sáng nhắn tin cho vợ. Nhắn sao? Thôi mệt quá quen anh đi. Trời đất ơi. Trời ơi tỏ tình. Lần đầu tiên là quăng đũa, lần thứ hai là nói thẳng vô mặt luôn. Thôi mệt quá quen em đi. Sao em? Là em nói không? Thôi mệt quá tôi đồng ý đó. Em suy nghĩ nhưng mà em sợ cái nhóm bạn em á. Tại vì tụi nó nói là từ nhỏ đến lớn là chơi trong nhóm không có được thích nhau nha. Không có được quen nhau trong nhóm. Tại vì quen rồi lỡ chia tay rồi mất tình bạn. Ai nhà đâu lạ hả? Em suy nghĩ hồi thôi kệ đi. Bây giờ mình quen 4 tháng mà mình vẫn còn quen tiếp được á thì mình sẽ công bố với tụi nó. Cái ai về đâu quen có 1 tháng 2 tháng nè. Thôi được rồi. Được rồi đó. Có tụi nó luôn đi, chắc chắn là mình sẽ cưới nhau. Ai hả? Rồi còn cái nụ hôn đầu đời của đó. Nó xảy ra trong hoàn cảnh nào và lúc nào? Đi chơi hẹn hò nhau là ôm lại kỷ niệm thời lúc mà mình còn con nít á là đi vô Đầm Sen chơi thì chơi lúc đó em mới chào nụ hôn đầu với vợ. Mà ở đó có một cái ấn tượng là hai vợ chồng đi chơi nhau vui vẻ rồi hôn nhau á thì vợ em lúc đó đang có niềng thì có cái mắc cài thì em thì không có kinh nghiệm, mối tình đầu em cũng chưa hôn qua cô ấy và cuối cùng em hôn vợ mà em nhiệt liệt quá xước môi mà kể cả vợ em cũng không biết đến. Trời ơi dướng niềng đó, dướng niềng xước cha, cái nụ hôn mà có niềng răng nó lạ. Sao cái nụ hôn đó rồi có đi đâu nữa không? Dạ thì thường vợ chồng em thì thích xem phim
và coi kịch, đi ăn uống gần gần. Mà vợ chồng em thì không có thích đi nhà hàng này nọ thứ. Em không hiểu anh Bin rồi. Không phải, sao em không hiểu anh Bin rồi. Cái cấp độ á, giống như ăn mì cay mà bảy cấp độ đó. Có vượt qua ranh giới hay không đó. Cái nụ hôn đó là cái mới cấp độ 5 thôi. Còn có cái cấp độ 7 có đi không? Dạ không chị ơi. Tại vì cảm giác quen bạn thân á, mà chơi lâu á, đó giống như là anh em trong nhà vậy. Cái cảm giác nó rất là chậm, mà tụi em hay kiểu là vui quá nhưng nít vậy đó, không có quan tâm nhiều với chị. Nhưng mà ổng có khi nào mà ổng gợi ý không? Dạ không, cũng có cơ hội để làm chuyện đó đâu. Tại vì là tụi em đâu có đi chơi xa đâu. Có nghĩa là tụi em giữ cho nhau đến đêm tân hôn. Bao lâu, tụi em yêu với nhau bao lâu thì mới cưới? Ừ, tức là dạ, tụi em từ khi biết nhau từ cấp 2 cho tới lúc mà tụi em cưới là bao nhiêu năm? Chắc bây giờ là 13, 14 năm. Và trong 2 năm đó là giữ trong sáng. Dạ đúng rồi. Cái đêm đó nó đặc biệt không em? Sao không? Cái đêm đó tụi em ngủ mệt quá. Cuối cùng suốt mấy 2 năm trời chờ đợi một cái đêm đó, còn em thì sao? Em với vợ cùng mệt quá, lăn nhau ra ôm nhau ngủ. Đi vô nghĩa quá. Cái nãy đi tuần trăng mật á là tụi em ngủ suốt chuyến đi luôn. Tới giữa tuần trăng mật là ngày thứ 3 tuần trăng mật bắt đầu mới là đêm tân hôn, mà nó cũng tào lao lắm chị. Tào lao lắm hả? Tào lao sao vậy? Tại vì cả hai vợ chồng đều không có kinh nghiệm ấy, thì cứ quờ quạng nhau mà. Sao quẩn nhau vậy hả? Chị cảm thấy như vậy nè, vì hai bạn này á là kiểu như chơi nhau thân quá. Thân mà thân giống như trong nhà rồi. Ừ. Thành ra bây giờ tự dưng là dính vô cái chuyện đó, tới là nhiều khi nó cũng cần thiết luôn á, đúng không? Một năm đầu á là tụi em kiểu như là giỡn mặt lắm, kiểu thôi cũng được, khó cũng được, cũng có cũng sao. Với cho tới khi mà sau năm thứ 2 là bắt đầu muốn có con, bắt đầu nghiêm túc. Đến gặp bác sĩ. Dạ đúng rồi, tại vì tụi em thả cũng mấy tháng mà sao chưa có. Cũng sợ bác sĩ khám thì đi từ đông sang tây luôn, mà mọi người đi siêu âm đi làm các kiểu, mọi người nói bình thường không có gì hết. Cái xong mới hỏi một bác sĩ, ủa vậy giờ tụi con có khó có con không? Cái bác sĩ mới nói là không, tụi bay dễ có con lắm, tại tụi bay thôi. Mà tại sao thì là anh hiểu rồi. Sao em? Tại sao? Tại vì kinh nghiệm không có. Và bác sĩ có dạy luôn không? Dạ, thì bác sĩ có chỉ một số cách để mình dễ có hơn. Rồi sau khi mà được bác sĩ tư vấn, rồi cái tần suất nó đều đặn hơn, thì tụi em có thấy là cái việc mà về quan hệ, về tình dục đó, nó có cần thiết với tụi em chưa? Hay là nó vẫn như những hồi năm rồi, là có không được, không có cũng được? Cũng vậy hả? Cũng vậy. Vậy rồi hả? Vậy luôn hả? Chắc là chưa đúng bài. À, sao á? À, rồi bây giờ nè, bạn với nhau mười mấy năm, rồi yêu nhau là 2 năm, rồi cưới nhau được 5-10 tháng. Đó, ở với nhau một cái khoảng thời gian quá dài như vậy, vậy thì có phát hiện tật xấu của nhau không? Dạ, nhiều lắm. Hồi lúc mà chơi thân á là ổng là cái người hay cãi với em thôi, nhưng thật ra là vẫn ít nói, ít mà quan tâm tới những cái sự kiện mà tham gia vô cái cuộc nói chuyện chung. Nhưng mà về nhà là nói rất nhiều, nói từ A tới Z luôn. Xong rồi ăn cơm là món này mặn quá, món kia lạt quá. Xong rồi là tật xấu của em, mấy đứa em là cứ kể ra, cứ nói là mày không được như vậy nha. Rồi đồ đạc á là cứ có bao nhiêu đồ mặc trong người á là tối về thay đồ á là thả hết trong phòng. Nói rồi. Nhiều nè, bừa bộn nè, đúng không? Nói nhiều, đó. Bừa bộn nè. Rồi gì nữa? Sau rồi khó ăn uống lắm, mà ăn đồ mà phải khoa học, phải ăn đồ luộc, đồ hấp, không ăn vặt. Rồi giờ tới em đó, cô ấy có tật xấu gì không? Dạ, tật xấu của vợ em thì là cứ hay quên lắm anh. Ví dụ là ngày hôm sau mình đi ăn tiệc, dự tiệc, thì tối hôm đó em đã báo giờ giấc rồi, sáng hôm sau hỏi 1 lần, chưa hỏi 2-3 lần, tối hỏi thêm vài lần, chuẩn bị đi trước khi đi còn nửa tiếng hỏi thêm 1 lần nữa, cứ hay quên vụn về. Lúc trước khi cưới thì em hay qua nhà vợ làm đồ ăn sáng cho em ăn, thì làm rất là đẹp, rất là ngon, mà không hiểu sao từ ngày cưới về á lúc nào cũng làm thất bại. Ồ, vậy là hồi đó là nhờ má làm hả hay sao? Dạ, trực tiếp em nhìn luôn á chị. Ồ, vậy hả? Dạ. Bây giờ cưới nhau về thì cũng những cái món đó thôi, nhưng mà không, mà thất bại. Là không làm thất bại. Ủa, lạ vậy? Có tiểu xảo gì không em? Không có luôn chị, tự nhiên em chiên trứng bể hoài. Ồ, vậy đó hả? Rồi, còn tật xấu gì nữa? Dạ, đi chơi với em chồng á, thì nói với em là em đi tầm nửa tiếng em về với anh liền à, anh nhà đợi em tí nha. Đi đến 11 giờ em không rọi là không về luôn. Đi chơi quên giờ giấc. Tham chơi. Rồi cái nguồn kinh tế trong gia đình ai là người nắm giữ? À, người quản lý chi tiêu là em. Mà vợ em thì bây giờ đang học cao học, thì những hôm đi học á thì em người quản lý chi tiêu em hay hỏi vợ em, vợ ơi em còn tiền không để anh cho em tiêu xài. Thì vợ em còn nhiều tiền lắm anh, mà em cứ rất là lâu rồi em vẫn chưa cho thêm. Mà vợ em vẫn còn thì em nghi ngờ, thì mới mở cái bóp ra, chỉ còn 15 ngàn mà toàn 1-2 ngàn. Trời ơi. Rồi tiền em tiêu xài sao?
thì em cứ thấy vợ hết thì em cứ lén bỏ vào, rồi cứ vậy cứ tối và em cứ mở bóp vợ để bỏ tiền vào. Wow. Má không quan tâm luôn. Và em cứ nghĩ là ủa còn tiền nhiều lắm anh ơi, còn nhiều tiền nhiều lắm. Có ông bụt xuất hiện cho tiền á, thật sự là em không hề biết luôn, em không quan tâm luôn hả? Vậy đúng rồi, em không để ý luôn á, tại vì em không có người, em là người không có quản lý được mấy con số, em ghét số, đừng kêu em tính tiền gì hết trơn, em không thể đếm tiền được luôn. Xong rồi lúc nào cũng thấy có tiền cứ nghĩ là chắc mình không xài sướng mà. Thôi kệ vậy đi, ông chồng giống như ông bụt vậy. Rồi còn gì nữa không, có ghen không? Dạ giờ em rất là ghen, chỉ cần em chạy xe á là em liếc nhìn nhìn đường á, thì cứ sẹt cô gái đi ngang qua thì vợ em cứ nhìn nó, anh nhìn gái hả? Thì em phải giải thích. Và vợ em thì người thẳng thắn á, mà giống như là bạn bè mà đối xử tệ với cô ấy á, thì vợ em hay nhớ là kể là từ A đến Z không sai một dấu, không sai một chữ, không sai bất cứ cái gì, kể 100 lần là như một. Mà kể đi kể lại. Dạ. Cứ nhắc tới chuyện đó là em sẽ như bấm nút vậy, là play một cái là nó đi chen vậy. Dạ đó là để bụng đó chị. Rồi có mong muốn thay đổi gì không? Em có mong muốn thay đổi, vợ em thay đổi điều gì? Hiện tại thì em chỉ mong muốn vợ em bớt ham chơi, nghiêm túc hơn. Nghiêm túc để... hơn chống gì? Nghiêm túc hơn với em á, bớt nhai nhua với cả hai vợ chồng mình quá nhai nhua á. Lầy á hả? Dạ, giờ em mà lầy là em lầy theo luôn. Rồi còn em thì em mong muốn ảnh thay đổi điều gì? Theo em thì ông xã em đối với em thì cũng không có gì để phải thay đổi hết. Nhưng mà riêng về cái mảng sau này mới biết là cái cách đối với mấy đứa em hay càm ràm á, thì em mong là chồng em bớt càm ràm mấy đứa em lại. Vậy thôi. Còn bây giờ chị hỏi nè, trong cái chuyện vợ chồng của tụi em là bây giờ tụi em đã nghiêm túc chưa? Dạ. Hay là vẫn còn nhây nhưa, vẫn còn lầy? Dạ nghiêm túc rồi chị. Dạ, tụi em nghiêm túc rồi. Và vợ chồng em vẫn thích chuyện đó, nhưng mà nó không phải là cái chuyện quá quan trọng với tụi em. Vì sao mà tụi em cái cảm xúc tình dục tụi em không có nhiều? Bởi vì tụi em quen nhau lâu quá rồi, thành ra là những cái xúc động, những cái rung động mà về cái cảm giác về tình dục nó bị giảm đi so với cái mà người ta mới gặp nhau. Bởi vì cái gì cũng vậy, mới mà, mới thì nó sẽ tạo ra nhiều những cái xúc cảm khác nhau. Nhưng chị nghĩ rằng trong cái mối quan hệ vợ chồng á, tụi em phải tìm cách nào đó là mình tạo ra cái xúc cảm đó, để mà cái việc đó nó đi đến cái kết quả mà mình đang muốn, đó là đứa nhỏ. Hiểu không? Tận hưởng. Mình tận hưởng cái chuyện đó thì em bé sẽ đến rất là nhanh. Cảm ơn chị Hồng Vân. Rồi nhân đây thì anh cũng chúc cho hai vợ chồng em mọi thứ sẽ trở nên hòa hợp hơn, và đặc biệt là năm sau sẽ chào đón một thành viên tuyệt vời đến với gia đình chúng ta. Cảm ơn Quốc Thuận. Rồi xin chào hai em.